Quyết chơi chắc là đúng rồi. Em chơi nè. Đâu? Thôi thôi, từ từ. Rồi thua rồi. Rồi. Ủa? Cái gì vậy anh? Anh xeo à? Ờ, hôm bữa đồ khuyến mại quá trời đấy, anh chơi đấy. Cái gì đâu, xui em có từ. Đấy. Ủa trời, đi sang xe mà mua súng chi vậy ba? Đây là súng nhân thật. Thằng nào mà nó láo, nó xào nó bắn đổ lòng chết đi bạn. Cái gì mà khó chịu vậy anh? Ê, hai tụi mình chơi thử đi. Ngon xạo xạo là bắn bỏ luôn. Nhưng kia rồi này nè. Đúng. Nhìn mặt nó lên. Nhìn mặt nó lên sao hôm nay. Của game nó không? Không đâu. Bây giờ mình chơi thử đi ha. Chơi chơi. Hai lên trên trên thưởng chơi đi. Ừ, lên rộng rộng rộng. Đi ra nè. Ba. Đấy, không hỏi chung tâm bảnh nữa. Nó đang rảnh nữa. Ok, đi. Lên trên thưởng đi. Chơi, chơi. Hello. Hello. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Ivy và là kênh bảy tiếng Sevenfo đây. Kế bên mình là Kiro, thành viên của team Lee Won Hao về. Kiro đi đâu với Toto? Kiro đi đâu với Toto à? Vậy bây giờ anh em ơi, mình là bạn đây. Đây. Hello, mình là đặc của team Lee Won. Và ok, và trên tay mình đây là khẩu súng nghiêm phòng. Đã trò chơi tách trên phòng. Ai trả lời đúng rồi được ăn đêm đêm, ai trả lời sai thì ai trả lời sai thì thôi đấy, ví dụ bay bên kia chứ, ví dụ bay ở đây chứ. Ờ chơi bắt đầu. Để bắn chưa ai không? Ok, và đây là câu hỏi dành cho Toto. Trên Big Bo có phải mộng điều lý tưởng của anh hay không? Không. Không phải. Phải. Cái mày học thì sao? Anh cài không? Miêu Alo. Không có gì hết. Cái này dễ quá vậy? Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Nên lên bệnh. Bệnh thích đi ngủ không mặc gì đúng không? Đúng. Thích đâu? Thích rồi. Thích đi ngủ luôn đen. 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 Tôi yêu đầu có thật lòng hay không? Có thì bắn đi.
này dễ mà. Mình tăng độ khó này. Đặt nó đây. Rồi đây đừng mà tiểu xảo bạn ơi. Tiểu xảo bạn ơi. Ok. Hà Đen là một con người sợ bóng tối và sợ ma đúng không? Đúng. Không. Không sợ ma hả? Sợ ma trời. Không sợ ma. Không sợ ma. Bao giờ sợ như thế này. Qua đây phòng rồi chỉnh nhé phòng này. Qua được cảm ơn xin đập vào. Mình ấn tượng một người con gái có tâm hồn đạt đúng không? Tâm hồn đạt. Tâm hồn đẹp thì ai đáng cỡn. Anh không có rồi, anh không có rồi. Tôi ấn tượng bằng sao? Cái gì? Đây đều có bình thường rồi. Không ấn tượng tâm hồn. Không, không, anh, không, anh, không ấn tượng mà nó không đủ mà sáng nha mọi người. Nó không ấn tượng rồi. Rồi, không ấn tượng rồi. Ấn tượng theo, cho trả lời lại á. Không ấn tượng. Ok, không ấn tượng. Không ấn tượng này sao? Sao này? Lắc. Dạ. Rồi, rồi. Anh không muốn chơi trò chơi này nữa đâu. Anh phải chơi. Có phải anh muốn tên vị trí đội trưởng trong team Liên Quân hay không? Không đúng không? Đúng. Ok. Giơ lên. Bắn. Cái này không có gài. Anh sơ bắn không được. Đừng biết đi tròn. À. Yeah, không có đâu. Được nhờ. Được. Đúng là con người thật thà. Đâu phải như vậy đâu. Em thật thà mà. Thích tâm hồn mà không được. Sao? Em thật thà. Câu hỏi này trời ơi, sao lại hỏi câu này cho Kiro trời? Câu gì? Kiro đẹp trai nhất Pai Vi đúng không? Đúng! Sai! Sai! Đẹp dài đẹp dài, chúng mày cứ thích cái đẹp dài, thôi mày đừng có lại nhảy đẹp dài, tao đẹp dài vậy đó. Mỗi tối em thường xem phim SSS phải không? Đấy. Có. Không. Chắc chắn luôn. Ok, bắt. Vâng. À được. Em không nói dối. Được. SSS làm gì? Hà Đất cảm thấy nội dung trên kênh Hai Vi Kiên Bảy Tư và Hai Vi Hà Đất kiên nhạt hơn đúng hay không? Đúng. Đúng không? Đúng. Bạn hiện tại em là giới tính thứ ba và đang yêu Kim John đúng không? Đúng không? Nhưng mà nếu mà anh lỗ là sai đúng không? Ừ, đó là sai. Đúng. Mọi người ạ, cảm ơn mọi người đã xem hết clip của mình và mọi người nhớ đăng ký kênh like, video kênh của mình nha.